À, đối với Ngọc á, thì nhân vật An Chi này là một cô gái vô cùng tăng động, diễn xuất thì lố lăng, tính cách cũng vậy nữa, nên khác hoàn toàn với Ngọc ngoài đời. Bản thân Ngọc là phải tìm cái cách để diễn xuất như thế nào đó cho mọi người thấy nó đời nhất, nó dễ thương nhất và dễ tiếp cận nhất. Thì rất là may mắn là sau một tháng tập trung với mọi người rồi quay phim thì mình đã làm được cái điều đó. Đối với Chi Pui thì thực ra là những vai diễn trước đây của Chi Pui khá là thong thả trong thoại cũng như là hành động, nhưng mà vào phim này thì những cái cảnh của Chi với chị Ngọc khá là nhiều, và khi mà chị Ngọc tăng động ấy thì Chi cũng phải tăng động theo. Nên là để mà hai chị em bắt được với nhau, mình phải bỏ qua cái thói quen, cái cách diễn thong thả của mình trước đây để có thể bắt được vào với chị Ngọc, thì nó cũng là một cái thử thách khá lớn với Chi. Nhưng mà rất may là trong thời gian làm việc với nhau, thời gian tập với nhau, thì chị Ngọc cũng truyền cho Chi rất là nhiều kinh nghiệm, bảo là ok bây giờ bắt vào chị thì em làm thế này thế kia nhé, và Chi cũng nghe và tập theo. Thì cuối cùng Chi cũng thấy là hai chị em có những cảnh quay rất là ăn ý. B cũng đáng đáng không? Cái nhân vật của B cũng nhây nhây, điên điên, hâm hâm, lắm trò giống nhân vật của Ngọc. Và B cũng bị khớp một thời gian đầu, cũng phải mất một thời gian là tầm 3 tuần, 4 tuần gì đấy, thì bắt đầu mới quen cái nhịp của nhân vật hơn, và bắt đầu mới thành thạo hơn. Rồi lúc đầu bắt đầu cũng hơi khớp với cả Ngọc đó, tại vì nhân vật B với cả nhân vật Ngọc là hai nhân vật hay nhây nhưa với nhau nhiều nhất. Thì lúc đầu vẫn hơi bị khớp nhẹ một chút vì cái nhịp hai nhân vật này nó cũng nhanh quá, nó khác bình thường lắm, nó không được bình thường lắm. Nhưng mà may sau một thời gian thì hai đứa cũng phối hợp ăn ý. An thấy rằng là cái nhân vật của An lại trái ngược với lại là cả anh B lẫn cả chị Ngọc. Tại vì là tính cách ngoài đời của An thì An thấy rằng là mình là một người sống khá là thoải mái, tự do và cũng hay đùa, hay giỡn. Nhưng mà trong vai diễn Nam Phong này thì Nam Phong lại là một người cực kỳ nghiêm túc, tính cách cũng hơi khác người một tí. Thế nên là khi mà thay đổi hoặc con người của mình hoàn toàn trong một vai diễn như vậy thì cũng phải học của tất cả mọi người rất là nhiều. Và trong quá trình làm phim thì anh B cả chị Ngọc cũng có chỉ bảo An rất là nhiều, và cả hai anh đạo diễn nữa, thì An mới có thể là thể hiện được cái vai diễn của mình nó tròn trịa nhất. Nhiều cực nhất khi mà quay một phim này là gì? Bản thân nhân vật của Ngọc thì không phải chờ, nhưng mà cái cực nhất của Ngọc đó chính là cái make up và làm tóc. Mỗi một ngày Ngọc phải tốn 2 tiếng đồng hồ. Rồi mọi người biết là nhân vật của mình đùa giỡn chạy nhảy, mà trong cái không khí của Sài Gòn nó cực kỳ nóng luôn, thì chút hồi thì nó lại giãn ra lại đi chui vô uống tóc liên tục. Và xong cái bộ phim này thì Ngọc đã phải cắt ngắn tóc của mình luôn, và tới bây giờ nó không dài được. Hiện tại bây giờ là tóc nối không. Còn với Chi thì có lẽ cái khó khăn nhất là vẫn là về cái tạo hình nhân vật. Tại vì nhân vật của Chi thì là một nhân vật sành điệu xinh đẹp này, nên là cái ngoại hình nó rất là quan trọng trong phim. Về cái chuyện fitting, lúc nào cũng phải xem mình phải mặc đồ gì. Quan trọng về cái chuyện phụ kiện, mỗi cảnh là một cái bộ đồ khác nhau, và những cái đồ Chi mặc cũng rất là phức tạp. Rồi cái tóc của Chi nữa, lúc thẳng, lúc xoăn, rồi lúc cột, lúc búi, thay đổi liên tục. Mà nhiều khi trong cùng một ngày mà quay cảnh đầu tiên và cảnh cuối cùng nó lại là một tóc co. Đúng rồi. Thành ra là vừa duỗi rồi lại phải làm xoăn xong búi xong lúc sau lại phải duỗi lại để trở về cái tóc co đầu tiên. Nó cũng khá là cực trong cái chuyện tạo hình nhân vật. Tội nghiệp Chi lắm, có những cái ngày mà quay gần tới sáng á, xong rồi mà vẫn phải lôi đi làm đẹp, mà lúc đó cái mặt là chảy ra là chảy ra rồi, cái phấn với các thứ là chảy xuống đây rồi, nhưng mà vẫn phải kiểu ok, xinh đẹp, tẩy hết đi, make lại để cho xinh đẹp hơn. Theo cá nhân B là cái khó khăn nhất của bộ phim này mà cả bốn diễn viên đều phải chịu đó chính là giắc co. Giắc co là một cái thứ gọi là mình phải giữ một cái định hình cho nhân vật từ đầu đến cuối phim. Mà như các bạn biết là phim này quay trong 4 tháng, mà bộ phim mình còn nghỉ ở giữa một tháng, có nghĩa là tổng cộng là 5 tháng. Có nghĩa là mọi người phải giữ cân nặng trong vòng 5 tháng này, Tóc tai y chang trong vòng 5 tháng này. Nói chung là tất cả mọi thứ, mặt mũi râu ria, nói chung là tất cả mọi thứ không được thay đổi cái gì cả. Nhưng mà cân nặng thì có thể hơi xê dịch một chút, thì mỗi người một kiểu. Không, em còn nhớ ra một bộ nail, một bộ móng của em làm từ đầu phim. Mà để 5 tháng rồi chị Pu để một bộ móng. Không, nhưng mà xong rồi sau đấy em có những cái công việc khác mà em phải đi lột cái móng ấy ra để em sơn lại một cái màu tự nhiên bình thường. Sau đến hôm sau em đi quay lại phải làm nguyên lại bộ móng đấy, và bộ móng đấy là móng giả chứ phải đắp bột các kiểu, là nó rất là cực luôn. Phải lúc nào ngồi làm móng phải 3 tiếng đồng hồ, mà làm đi làm lại trong vòng 5 tháng. Thế có nghĩa là nếu mà các bạn xem phim, nếu mà có đôi lúc có một cảnh nào nó hơi khác một tí xíu, về một sợi tóc hay là độ dài cái cảnh trước vai xong rồi trễ xuống đây một tí, cũng phải thương mọi người mất vả. Mọi người mất
vả thật sự, và giữ được tất cả những cái điều đó nó khó khăn lắm. Phim truyền hình thì sẽ khác với phim điện ảnh, là cái thời gian quay phim rất là dài, nên đôi khi là không thể nào mà con người mình mà sinh hoạt mỗi một ngày đã khác nhau rồi, thì cái vấn đề mà cân nặng hay là tốc nó sẽ thay đổi liên tục, nên mọi người hãy chấp nhận dùng cái hình ảnh đó. Cả ba người đây đi quay đều mỗi người tăng nhiều nhất là 5 cân. Không em. Chị Ngọc tăng 2 cân thôi. Chị Ngọc tăng không? 2 cân. Tăng. Tăng không? Ngọc tăng cân, tăng. Anh B tăng 5 cân. 2. Đến tận bây giờ mới tăng 5 cân. Còn Chi thì sau cũng có tăng nhưng mà chắc là tăng ít. Tăng nhẹ nhẹ. Còn có mỗi An ở đây là bị giảm. Tại vì là thực ra An hơi kén ăn một tí. Trong quá trình làm phim thì chủ yếu cơm đoàn là cơm làm theo kiểu miền Nam. Kiểu miền Nam. Thế nên là có những lúc mà quay rất là mệt rồi nhưng mà An lại không ăn được cơm. Nên là trong 4 tháng làm phim kể cả 1 tháng nghỉ là An sụp mất 5 kg. 5 kg đấy là mọi người lấu hết luôn. Mỗi người tăng lên 2 kg một phút là tròn trịa luôn. Mọi người có thể thấy rõ ràng là mặt chị Ngọc đây. Bình thường đây, sau khi bộ phim kết thúc rồi thì Ngọc rất là xinh, rất là thon, rất là đáng yêu. Nhưng mà An Chi là hoàn toàn khác. Cả ba người, tại vì Ngọc được diễn chung với cả ba người luôn, được sống có một cái khoảng thời gian sống cùng với mọi người, nên đây là một cái ekip mà gọi là mình cũng rất là thích. Vô là cũng có thể giỡn được, ví dụ như cái thời gian đầu tiên thì Ngọc với Chi Bu quay với nhau ở trong nhà, thì đây là hai đứa bạn thân, lúc nào cũng phải giỡn hết, tại vì sợ lúc đầu là hai chị em chưa bao giờ quay phim hết, chỉ có tham gia chung một cái chương trình game show thôi. Thì ngày hôm nay quay chung rồi phải có cái cảm giác thân thuộc thật sự nè. Rồi tự nhiên ngồi chọc chọc, khoái nhất là Chi, mỗi lần Chi vô thì Chi hay giả những cái tiếng của động vật đó. Giỏi. Chi, nào. 2, 3. Gì? Con rùa. Con rùa nữa. Đó. À con rùa chị cơ. Thôi mình bỏ qua cái con rùa đó đi. Đó. Rồi còn B nữa thì khỏi nói rồi, song song 24/24, mình An cũng vậy nữa. Ai một, cũng có sự tương tác với nhau. Bộ phim này là của 4 câu chuyện này, nó cứ so le với nhau. Thằng này yêu thằng này, thằng này yêu con này. Thằng này yêu thằng nào? Thằng này yêu thằng này. Nói chung là có thời gian để ở bên cạnh nhau chứ không phải là chỉ có quay. Nhưng mà vui nhất là những hôm mà đi xa, quay ở xa. À, đúng rồi, đi nhậu. Mỗi người đều có mặt ở một địa điểm đấy thì vui. Đó là trong cái tạo hình của An Chi. Như mọi người biết là không có một cái nhân vật nào mà vừa lố lăng từ make up cho đến tóc tai hết. Thì đây là lần đầu tiên Ngọc vừa được mặc một cái thời trang rất là phan thời tiết. Chứ là lúc nào cũng như cầu thủ kéo tới đây. Nhưng mà rất là may mắn là được sự tài trợ từ nhãn hàng Gom. Nên là trang phục của An Chi đẹp lắm, mọi người có thể coi. Có lẽ đây là bộ phim truyền hình mà Chi được xinh đẹp nhất. Thứ nhất là được mặc đồ đẹp, thứ hai là tóc tai đẹp, tạo hình rất là đẹp. Nên là mình rất là thích xem phim, tại vì mình được ngắm mình trong phim. Mình cảm thấy thỏa mãn với cả cái ngoại hình, tạo hình của nhân vật này. Và cái thứ hai có nghĩa trải nghiệm tuyệt vời khi mà mình được làm việc một ekip toàn người trẻ. Từ hai anh đạo diễn là anh Nam Sito và anh Bảo Nhân thì cũng là đạo diễn trẻ. Và các anh ấy có những cái sáng tạo cũng như cái cách làm phim rất là mới. Và Chi cũng cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều trong khâu sản xuất và làm phim. Ở với B trong bộ phim Mối Tình Đầu của tôi này thì B đang cảm thấy là mình được trải nghiệm cái nhân vật nó hầm nhất từ trước giờ mình làm. Nhân vật Minh Huy ở chính xác mọi người có thể nhìn vào nó bị dở hơi ấy. Nó hầm lắm. Giống anh ở ngoài đời. Không, ở ngoài đời anh không hầm được như hầm mà, thế hầm. Hoặc là có thể là bây giờ sau khi làm cái bộ phim này anh mới khai phá được bản thân mình hơn. Thật ra thì chỉ đơn giản vậy thôi, cái nhân vật Minh Huy là những nhân vật mà B cũng phải tự khai thác bản thân, tự tìm vào bản thân và tự làm mới bản thân hơn rất là nhiều so với tất cả các vai diễn cũ. Ngày xưa cũng toàn đóng boy lãng tử hào hoa, tán tỉnh các cô gái, và phim này chỉ đi trêu gái và chọc gái thôi. Có nghĩa là nhất là An Chi luôn luôn bị chơi trò và giống anh ngoài đời. Thực ra trong bộ phim này An thấy rằng là trải nghiệm nào cũng là đáng nhớ. Có những cái cảnh mà An phải quay cả một ngày, chắc là chị Ngọc đã bỏ qua, đó là cảnh hôn. Cảnh hôn đấy đã phải quay mất gần một ngày ở trên Đà Lạt. Đúng lúc buổi sáng tỉnh dậy mà thấy mình với em xấu xí thì việc đầu tiên các bạn làm. Mỗi người thì có một cái nét xấu, nhưng mà khi mà mình biết làm đẹp lên thì chắc chắn là nó sẽ thay đổi liền ạ. Nên không ai nên tự ti về cái nhan sắc của mình. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, đúng không? Bạn làm gì khi mà mình lỡ thích người yêu của bản thân?
đến bây giờ nếu mà chị nhìn vào chị cảm thấy là cô gái đấy cũng đáng thương chứ bộ. Cũng đáng thương nhưng mà cũng hơi thiếu lập trường. Tại vì kiểu lỡ thích người yêu của bản thân nhưng mà lại không giải quyết vấn đề đấy một cách rõ ràng và nhanh gọn nhất có thể, mà lúc nào cũng bị lay lắt từ người này qua người khác ấy. Sau 2 năm trời, bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi đã được ra mắt trên toàn quốc. Mọi người đừng quên đón xem bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi She Was Pretty phiên bản Việt vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3. À mọi người ơi, bộ phim sẽ dừng phát sóng một tuần trong dịp Tết Nguyên Đán này và bộ phim sẽ được phát sóng trở lại vào ngày 11 tháng 2 tới. Mọi người nhớ đón xem nhé!